Trong khi đa phần những người nổi tiếng đều không dám hẹn hò sớm, đặc biệt là trong giai đoạn sự nghiệp đang phát triển vì sợ mất fan, thì cũng có những nam nghệ sĩ lại dám công khai việc kết hôn từ khi còn trẻ hoặc ngay lúc đỉnh cao sự nghiệp. Mặc dù cũng gặp không ít khó khăn vì kết hôn sớm, nhưng theo thời gian sự nghiệp diễn xuất của họ vẫn có thể giành được nhiều thành công rực rỡ. Hôm nay, hãy cùng Cbiz Film điểm lại danh sách những sao nam đã chứng minh cho việc kết hôn sớm không phải là rào cản trong sự nghiệp diễn xuất của làng giải trí Hoa ngữ nhé. Nhậm Gia Luân kết hôn năm 28 tuổi khi sự nghiệp đang phất lên. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Anh chàng từng khá lận đận trong việc định hướng nghề nghiệp của mình trước khi bắt đầu lấn sân sang đóng phim từ năm 2014. Đầu năm 2017, Nhậm Gia Luân bỗng vụt sáng sau vai chính trong bộ phim cổ trang Đại Đường Vinh Diệu và trở thành một trong những tiểu sinh được chào đón nhất Cbiz tại thời điểm đó. Thế nhưng đang lúc sự nghiệp lên cao, Nhậm Gia Luân đã dũng cảm công khai chuyện tình cảm ngọt ngào với bạn gái Nhiếp Hoan vào tháng 3 năm 2017. Nam diễn viên đăng một bức hình chụp sau lưng, nắm tay một cô gái với nội dung quen biết nhau vào một ngày nắng thật đẹp, cứ như vậy mà nắm tay nhau đã 5 năm rồi. Tương lai, mỗi một ngày xuân, mỗi một đêm đông, anh đều bằng lòng ở bên em. Ở dưới bình luận, nam diễn viên bình luận thêm, tôi chỉ muốn làm tốt chính mình, quay thật tốt phim của mình, không quên thở ban đầu, cũng không muốn che giấu bất cứ điều gì. Rất nhiều sự việc khi đưa ra quyết định tôi không biết đúng hay là sai, nhưng đây quả thực là điều mà tôi muốn làm nhất, muốn biểu đạt nhất. Hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi. Đến tháng 2 năm 2018, anh hạnh phúc thông báo đã lên chức bố, đồng thời công ty quản lý cũng cho biết anh đã đăng ký kết hôn với Nhiếp Hoan. Việc Nhậm Gia Luân tuyên bố đã kết hôn và có con khi đang ở trên đỉnh cao đã khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng không ít. Tuy nhiên, hành động của Nhậm Gia Luân lại cho thấy anh là người rất có trách nhiệm, không vì việc phát triển sự nghiệp mà không cho bạn đời một danh phận. Khi sự việc này xảy ra, đã có không ít người hâm mộ khi ấy đã bày tỏ rằng họ cảm thấy như bị phản bội khi biết được tin này. Danh tiếng của Nhậm Gia Luân cũng nhanh chóng tụt dốc, nhiều người nhận định rằng con đường sự nghiệp của nam diễn viên coi như gãy gánh từ đây. Trong 3 năm sau khi kết hôn, sự nghiệp diễn xuất của Nhậm Gia Luân không có nhiều khởi sắc. Mãi đến năm 2020, sau vai diễn Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ, con đường sự nghiệp của Nhậm Gia Luân chính thức bước sang một trang mới, cứ một đường đi lên. Với một loạt vai diễn ấn tượng, cùng những bộ phim chất lượng được khán giả cực kỳ yêu thích như vai diễn Châu Sinh Thần trong phim Châu Sinh Như Cố, quân nhân Diệp Sung trong phim Dân Quốc Thu Thiền, chàng giao nhân Trường Ý trong Ngự Giao Ký hay vai diễn Lục Viêm trong Thỉnh Quân. Từ một cái tên bị công chúng quay lưng, ghẻ lạnh vì dám công khai kết hôn, làm bố khi sự nghiệp chỉ vừa chớm nở, Nhậm Gia Luân đã từng bước chinh phục trái tim khán giả bằng những tác phẩm của mình, đồng thời cũng từng bước đứng vững trong top lưu lượng của những nam thần thế hệ sau 85. Dù không ít lần bị giới truyền thông thêu dệt nên những tin đồn không hay về cuộc hôn nhân của mình, nhưng vợ chồng Nhậm Gia Luân vẫn đang vô cùng hạnh phúc bên nhau cùng hai thiên thần nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, khi được hỏi về chuyện lập gia đình của Nhậm Gia Luân ngay lúc sự nghiệp mới phất lên, đa phần mọi người đều dành cho nam diễn viên nhiều lời khen và sự tôn trọng. Ngụy Chí Minh kết hôn năm 22 tuổi với bạn gái thời đại học. Nổi lên sau vai diễn tổng tài Hạ Kiều Yến trong phim Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên năm 2021, Ngụy Chí Minh khiến công chúng phải bất ngờ khi biết được nam diễn viên đã kết hôn từ năm 22 tuổi. Ngụy Chí Minh sinh năm 1990 tại tỉnh Sơn Đông, anh chính thức gia nhập showbiz từ năm 2012 với tư cách là một ca sĩ. Đến năm 2016 thì Ngụy Chí Minh bắt đầu tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, dù những bộ phim đầu tay đều may mắn nhận được toàn vai nam chính hoặc thứ chính, nhưng hầu hết đều là những tác phẩm không được nhiều người biết. Mãi cho đến năm 2020 khi bộ phim Trạm Kế Tiếp là Hạnh Phúc lên sóng và đại bạo thì Ngụy Chí Minh mới được đông đảo khán giả để tâm đến với vai diễn Thường Hoan. Sau khi được chú ý, thì đời tư của Ngụy Chí Minh cũng bị các blogger đào lại. Ngay trong lúc Trạm Kế Tiếp là Hạnh Phúc đang hot lên, thì thông tin Ngụy Chí Minh đã kết hôn từ năm 22 tuổi bắt đầu được lan truyền. Nam diễn viên được cho rằng đã kết hôn từ năm 2014. Cô dâu là người yêu từ thời đại học, cả hai nên duyên vợ chồng sau khi tốt nghiệp. Sự nghiệp diễn xuất vừa chớm nở đã vướng nghi vấn kết hôn, cũng vì thế mà ở thời điểm đó, Ngụy Chí Minh được cho là sẽ không thể phát triển sự nghiệp thêm nữa. Thế nhưng, ngược lại với dự đoán của nhiều người, sự nghiệp diễn xuất của Ngụy Chí Minh vẫn có sự phát triển ổn định, thậm chí còn thăng tiến hơn so với trước đó. Sau bước đệm Trạm Kế Tiếp là Hạnh Phúc, Ngụy Chí Minh tiếp tục hái được trái ngọt đầu tiên ở vai trò nam chính sau 5 năm đóng phim. Nhờ tác phẩm Quý Ông Hoàn Mỹ và Cô Nàng Tạm Được, phim vừa lên sóng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, không lâu sau đó liền phá 1 tỷ lượt xem. Năm 2021, Ngụy Chí Minh tiếp tục nổi tiếng hơn với vai nam chính Hạ Kiều Yến trong phim Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên, đóng cùng nữ diễn viên Hồ Ý Hoàn. Chỉ sau một tuần lên sóng, bộ phim này đã phá 300 triệu lượt xem, nhiều phân cảnh trong phim còn viral khắp mạng xã hội.
Trong Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên, Ngụy Chí Minh đã hoàn toàn mê hoặc khán giả khi vào vai một soái tổng Hạ Kiều Yến lạnh lùng, bá đạo. Vóc dáng cao ráo, gương mặt nam tính và góc nghiêng cực phẩm đã giúp sao nam dễ dàng hóa thân vào nhân vật này. Chẳng những vậy, nhiều khán giả sau khi theo dõi màn thể hiện của Ngụy Chí Minh đã phải gật gù công nhận rằng anh chàng này dường như sinh ra để vào những vai tổng tài. Năm 2023, sau 2 năm ở ẩn miệt mài quay phim, Ngụy Chí Minh đã có màn tái xuất khá thành công trên màn ảnh. Với nam chính Lâu Uyên trong phim Nhân Viên Tài Năng Đồng Đồng Ân và vai nam phụ Dụ Du trong phim Dĩ Ái Vi Doanh vừa phát sóng gần đây. Bên cạnh cặp đôi chính Thời Yến, Vương Hạc Đệ và Trịnh Thư Ý, Bạch Lộc, thì cặp đôi phụ của cô nàng dễ thương Tần Thời Nguyệt và chàng giáo sư chuẩn Good Boy Dụ Du cũng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Có thể thấy, Ngụy Chí Minh đang có bước phát triển rất nhịp nhàng và đáng để kỳ vọng. Mặc dù thành công có đến hơi trễ và cũng đã lập gia đình, nhưng điều này lại không ảnh hưởng quá lớn đến con đường sự nghiệp của Ngụy Chí Minh. Châu Tuấn Vĩ kết hôn năm 22 tuổi với Thanh Mai Trúc Mã. Được khán giả yêu thích với vai diễn anh chàng Thế tử Yên Lâm trong Ninh An Như Mộng, Châu Tuấn Vĩ đã có màn trở lại ngoạn mục sau lùm xùm bị phong sát ngầm hồi đầu năm. Vì từng có động thái ủng hộ phong trào biểu tình của sinh viên, đòi dỡ bỏ chính sách phong tỏa chống dịch gắt gao hồi cuối năm 2022. Thế nhưng, may mắn thay, anh chàng đã không thật sự bị cấm sóng hoàn toàn và đã sớm trở lại màn ảnh nhỏ. Về sự nghiệp diễn xuất, năm 2020 Châu Tuấn Vĩ bắt đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Nhược Ngọc trong bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Thành Nghị và Viên Băng Nghiên đóng chính. Sau đó Châu Tuấn Vĩ tiếp tục tham gia các bộ phim khác như Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Bất Cần Nhặt Được Tình Yêu, Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi, Nguyệt Lý Thanh Sơn Đạm Như Họa, Sau Khi Gặp Được Cậu. Dù trong phim chỉ đóng vai phụ nhưng anh chàng thực sự là cố vị dịch ngoài đời thực với thành tích xuất chúng. Châu Tuấn Vĩ sinh năm 1995, trước khi ra mắt công chúng, Châu Tuấn Vĩ tốt nghiệp bằng kép chuyên ngành xã hội học và tâm lý học tại Đại học McGill, ngôi trường được mệnh danh là Harvard của Canada và là nghiên cứu sinh tại Viện Tâm lý học thuộc cao đẳng Dallas. Ngoài việc thông thạo 3 thứ tiếng, Châu Tuấn Vĩ còn biết nấu ăn, là quán quân bóng rổ 2 năm liên tiếp. Do bố anh từng tốt nghiệp ngành mỹ thuật của Đại học Thanh Hoa nên anh đã học vẽ từ nhỏ. Không chỉ vậy, anh còn chơi violon rất giỏi và đã lấy được chứng chỉ cấp 8, cấp cao nhất, thật sự giống như một nam chính trong tiểu thuyết. Lập gia đình ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng Châu Tuấn Vĩ hoàn toàn tự tin với quyết định của mình. Theo Châu Tuấn Vĩ chia sẻ, anh có mối tình đầu của mình vào năm 18 tuổi, cô gái ấy hơn anh 3 tuổi, cũng là một học bá chính hiệu. Không những vậy, hai gia đình còn quen biết với nhau từ lâu. Năm 20 tuổi thì cả hai đính hôn, đến năm 22 tuổi, khi anh vừa đủ tuổi kết hôn theo quy định thì cả hai đã chính thức đăng ký kết hôn. Kể từ đó, trừ những lúc phải quay phim thì nhẫn cưới chưa bao giờ rời khỏi tay anh. Khi được hỏi về việc lấy vợ sớm, Châu Tuấn Vĩ đã chia sẻ rằng vì sao phải kết hôn sớm đến vậy. Chính là vì muốn giữ người con gái ấy luôn ở bên mình. Câu nói siêu ngôn tình của nam diễn viên đã khiến các fan girl phải xao xuyến và nhận về được hàng chục nghìn bình luận ngưỡng mộ của cư dân mạng. Anh từng nói về vợ của mình rằng em ấy vừa xuất hiện thì anh nhận ra những người khác cũng chỉ có vậy mà thôi. Khi có người hỏi, anh đẹp trai như vậy mà lại còn vào giới giải trí nữa, vợ anh không lo lắng sao? Anh ấy đáp rằng, nếu mà mọi người gặp vợ tôi thì sẽ không nghĩ như vậy nữa. Cộng đồng mạng cảm thán rằng, ai cũng biết sự tồn tại của cô ấy, nhưng không ai biết cô ấy trông như thế nào, anh ấy bảo vệ tình yêu của mình thật tốt. Ai nói nam minh tinh kết hôn sẽ ảnh hưởng đến fan chứ, người ưu tú như này kết hôn rồi tôi vẫn thích. Từ trường hợp của Nhậm Gia Luân, Ngụy Chí Minh và Châu Tuấn Vĩ, có thể thấy hôn nhân không phải là một rào cản đối với sự nghiệp diễn xuất của các diễn viên, mà chỉ có năng lực và nhân cách mới là rào cản thật sự đối với sự thành công của các diễn viên. Khi một diễn viên năng lực đã không có, mà nhân cách lại không tốt, thì tất nhiên công chúng cũng không chấp nhận họ, đừng nói đến việc khán giả sẽ chịu xem phim mà những người này đóng. Còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ như thế nào về quan điểm kết hôn sớm gây ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất? Điều này có thật sự đúng? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng mình ở phần bình luận nhé! Đừng quên like video cũng như đăng ký kênh Cbiz Phim để xem thêm nhiều video thú vị khác nữa nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo! See you!